cảnh sát đang tích cực điều tra vụ mất tích đầy bí ẩn của các cô gái trẻ. Điều trùng hợp là các nạn nhân đều sử dụng app hẹn hò. Xin lỗi, tôi đến trước trễ. Mưa như vậy, anh tới được là tốt lắm rồi. Làm gì vậy? Cô cảnh sát hả? Không có thông tin nào vụ tai nạn ở địa điểm mà chị nói hết. Tôi thề, tôi nghe tiếng kêu của phụ nữ. Hôm đó anh gọi xe taxi, hắn ta còn xin lỗi vì hắn ta đến trễ mà. Em chắc chắn nó không phải là taxi. Nếu như cậu đã chứng kiến, tại sao không báo công an luôn? Nếu như mà em còn chối mũi chuyện người khác thì anh không đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đối với em đâu. Giờ hắn đang trình đập chị em mình. Em mà đi ra ngoài là gặp nguy hiểm liền. Sẽ bắt được tàu.